Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thực sự trên kênh BTB Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 8 có những thông tin đáng chú ý sau. Gấp rút di chuyển công dân cách ly tại các trường để chuẩn bị khai giảng năm học. Phát hiện trường hợp đưa người từ vùng dịch về Phú Yên trái phép. Phân bổ gạo cho các địa phương để cứu đói cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Xây dựng vùng xanh, giữ vững sự phát triển ổn định vùng nuôi trồng thủy sản. Thưa quý vị, để truy vết triệt để F0 trong cộng đồng và duy trì thành quả phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng diện rộng thường xuyên theo khoảng thời gian nhất định. Hiện tại, số mẫu xét nghiệm của các địa phương giảm so với trước, nguyên nhân do thời gian lấy mẫu sàng lọc trong cộng đồng ở một số địa phương chưa đến thời gian lấy mẫu lại. Riêng thành phố Tuy Hòa, số mẫu lấy còn cao do vẫn tiếp tục thực hiện sàng lọc cộng đồng diện rộng. Đồng thời, để hạn chế việc di chuyển của người dân từ vùng có nguy cơ cao sang các vùng nguy cơ thấp, các cơ quan cấp giấy đi đường chỉ cấp khi thật sự cần thiết, có lộ trình cụ thể. Tỉnh Phú Yên thống nhất thực hiện một loại giấy đi đường có QR code trên giấy đó. Việc cấp giấy đi đường được quy định cụ thể, xã cấp liên thôn và trên địa bàn xã, huyện cấp liên xã và trên địa bàn huyện, tỉnh cấp liên huyện và ngoài tỉnh. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Đông Hòa phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 tại các khu dân cư nhằm phát hiện sớm ca nhiễm SARS-CoV-2, khoanh vùng an toàn, không để dịch lây lan trong cộng đồng dân cư. Trong đó, một số thôn khu phố lấy mẫu 100% thành viên hộ gia đình gồm thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, khu phố 1, 2, 4, phường Hòa Vinh, khu phố Phú Thọ 1, Phú Hòa, Phú Hiệp 2, Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thôn Thạch Tuân 2, Phú Khê 2, Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Đông. Các thôn khu phố còn lại lấy mẫu 100% đại diện hộ gia đình. Đồng thời lấy mẫu cho tất cả người làm việc và ngư dân cảng cá, bến cá, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đóng trên địa bàn và tiểu thương các chợ. Được biết, tính đến nay thì xã Đông Hòa đã test nhanh cho 3.447 người và lấy mẫu xét nghiệm cho 114.884 người. Thưa quý vị, mặc dù hiện nay tỉnh Phú Yên đang liên tục tổ chức các chuyến xe đón bà con Phú Yên từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê, nhưng trong thời gian qua, vẫn còn tình trạng một số lái xe lợi dụng tình hình dịch bệnh đã tự phát đưa người từ vùng dịch về quê trái phép, gây ra rất là nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh ta. Khoảng 8 giờ ngày 30 tháng 8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành số 3 trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa dừng kiểm tra, phát hiện một xe ô tô mang biển số 65A19177, loại 7 chỗ. Trên xe chở 3 hành khách có hộ khẩu ở huyện Phú Hòa từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Phú Yên không đúng quy định. Trên xe còn có một tài xế và một phụ xe, tất cả đã được cơ quan chức năng lấy lời khai và đưa đi cách ly theo đúng quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vì em ở khu Bình Dương mà khu xa, vì này đợi xe lâu quá nên người nhà nôn nóng, em ở đăng ký huệ thì không được. Em cái đây là mình với có thuận với bên xe đây là ra hỗ trợ cho ống tinh dầu, còn bên tiền bạc thì là bên công ty em biết. Thấy tình hình dịch nó kinh quá, tại vì nhà mình còn vợ con nữa nên thôi thì ấy tìm một cách nào đó cho mình về thôi. Về đây thì xác định đi về đây là về tới huyện là khai báo y tế để cách ly chứ không có về nhà. Việc đưa người từ vùng dịch về quê trái phép nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đây là hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 điều 14 nghị định 117 của chính phủ. Nói cái luận chuyển khách từ Đồng Nai về tới Phú Yên là sai, nhưng mà để anh em kiểm tra sót lại thì làm theo đúng chỉ thị của nhà nước, thì tôi yêu cầu xin anh em để giải quyết đúng theo của định nhà nước thôi. Tôi không có gì, tôi chẳng chấp hành theo cách ly,
y tế. Theo đại diện Công an thị xã Đông Hòa cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 11 người về từ vùng dịch không đúng quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã xử lý 3 trường hợp như trên với số tiền 22,5 triệu đồng. Lực lượng tại chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành số 3 trên quốc lộ 1 cũng đang phối hợp với Công an thị xã Đông Hòa cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp người từ vùng dịch về không đúng quy định. Hiện tại thì vẫn còn có trường hợp đưa người vào địa phương trái phép. Ví dụ như sáng nay là vẫn xử lý một trường hợp. Phối hợp với cơ quan công an Đông Hòa là vẫn xử lý xong một trường hợp là xe ô tô đi từ Bình Dương vào địa phương mình chở 3 người. Trước tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến hết sức phức tạp, mọi người dân cần hết sức bình tĩnh, thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, ai ở đâu ở đấy. Khi có nhu cầu về quê, cần thực hiện theo đúng quy định của cơ quan chức năng để góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh, không tự phát về quê, gây nguy cơ làm lây lan dịch bệnh và gây thêm nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa, tỉnh ta sẽ khai giảng năm học mới. Thế nhưng đến lúc này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh vẫn còn đang sử dụng để làm khu cách ly tập trung dành cho người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hiện các địa phương đang triển khai phương án di chuyển người dân cách ly từ trường học sang các địa điểm khác phù hợp để chuẩn bị cho năm học mới. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thế Bảo là một trong 8 trường ở huyện Phú Hòa được tận dụng để làm cơ sở cách ly tập trung dành cho người về từ các tỉnh phía Nam. 15 phòng dạy học của trường, tất cả đều được trưng dụng, nên đến lúc này trường vẫn chưa thể sửa sang dọn dẹp lại, chuẩn bị cho năm học mới. Không chỉ tại ngôi trường này mà nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn vẫn đang ở trong tình trạng tương tự. Lượng giáo viên đã có kinh nghiệm là làm tổng vệ sinh trong các đợt trước, là tự nguyện đến đây sẽ làm 1-2 buổi gì đấy là đảm bảo sạch sẽ vệ sinh và sắp xếp bàn ghế rồi để đảm bảo là chuẩn bị năm học mới cho đàng hoàng. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 9, học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 ở Phú Yên sẽ khai giảng và bước vào năm học mới. Tuy nhiên, cả tỉnh hiện có hơn 100 trường được sử dụng làm cơ sở cách ly cộng đồng để đón người từ các tỉnh phía Nam. Tại cuộc họp triển khai năm học mới vừa được tỉnh Phú Yên tổ chức mới đây, thì yêu cầu được lãnh đạo tỉnh đặt ra là trước ngày khai giảng, các địa phương phải di dời người dân cách ly từ các trường học sang các địa điểm khác phù hợp. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo tất cả các địa phương là phải rà soát tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn, kể cả nhà nghỉ, khách sạn, các nhà văn hóa hay là các cái nơi có thể trưng dụng được để làm cái khu cách ly tập trung, để có thể mà giải tỏa các cái đối tượng đang cách ly tập trung tại các cái trường học và từ đó nhanh chóng di dời để và thực hiện cái công tác vệ sinh dịch tễ đối với các cái ngôi trường này để trả lại cho ngành giáo dục. Đến thời điểm này, Phú Yên đã đón hơn 8.000 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về tránh dịch. Ngoài các điểm cách ly tập trung, các địa phương tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của các đơn vị trường học làm khu cách ly tập trung. Năm học mới sắp bắt đầu, việc chưa được tiếp quản cơ sở vật chất khiến các đơn vị trường học gặp khó trong việc chuẩn bị. Tại huyện Tuy An, đến ngày 30 tháng 8, địa phương có hơn 10 trường học đang tận dụng làm cơ sở cách ly cho công dân từ các tỉnh phía Nam về. Hiện vẫn chưa tìm được địa điểm phù hợp để di chuyển người dân trả lại trường để các cơ sở giáo dục chuẩn bị cho năm học mới. Huyện cũng đang rà lại các cái trụ sở thông văn hóa để báo cáo cho tỉnh. Chứ nếu như mà công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về với các vùng dịch về thì rất là đông. Một ngày thì gần cả trăm, hơn trăm. Mà cứ cách ngày về ngày thì cái khả năng mà nếu trả lại các cái trường học á thì sẽ không đủ sức chứa cách ly. Đến lúc này, các huyện có đông người dân về cách ly tập trung như Tây Hòa, Phú Hòa và các huyện khác đã hoàn thành xong phương án di chuyển người dân từ các trường sang các cơ sở khác phù hợp. Dù khó khăn, tuy nhiên các địa phương vẫn đang tìm nhiều giải pháp để việc di dời hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 8, để các cơ sở giáo dục thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, cũng như tu sửa các hạng mục thiết yếu nhất cho năm học mới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch đến 19 giờ ngày 30 tháng 8 như sau. Toàn tỉnh phát hiện 24 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, lũy kế 2.635 ca. Trong đó, thành phố Tuy Hòa 22 ca, 6 là F1, 7 khu vực phong tỏa, 1 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh, tự về ngày 24 tháng 8, khai báo y tế và được cách ly tập trung, 8 ca sàng lọc cộng đồng, 7 phường 6, 1 ở phường Nhất,
huyện Tây Hòa 1 ca là F1, thị xã Sông Cầu 1 ca, về từ thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch đón công dân ngày 27 tháng 8, đồng thời cũng là F1 cùng chuyến xe Phương Trang số 17 với F0 đã phát hiện dương tính ngày 28 tháng 8. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 24, lũy kế 372. Khỏi bệnh xuất viện 39, lũy kế 2.233 ca. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt 9 quyết định hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Tổng số là 389 đối tượng với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị COVID-19 và cách ly y tế là 266 người, số tiền 329 triệu đồng. Hỗ trợ viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, các hướng dẫn viên du lịch là 18 người, số tiền 66 triệu đồng. Hỗ trợ hộ kinh doanh là 180 hộ, số tiền 540 triệu đồng. Hỗ trợ lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 40 người, số tiền 110 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Sở Tài chính và các địa phương phối hợp để chi trả cho người dân theo danh sách đã được phê duyệt. Triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Xuân Phú tổ chức buổi trao kinh phí hỗ trợ cho 16 trường hợp là hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, mỗi trường hợp 3 triệu đồng. Đến nay, thị xã Sông Cầu đã có quyết định chi trả hỗ trợ cho 153 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 422.535.000 đồng. Trong đó, một trường hợp là F0, 16 trường hợp là F1, 3 trường hợp là F1 là trẻ em, 131 trường hợp là hộ kinh doanh ngừng hoạt động, 2 trường hợp là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cũng trong ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa đã tổ chức chi trả cho 74 trường hợp với số tiền 257 triệu đồng. Trong đó có 49 hộ kinh doanh và 25 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định phân bổ gạo cho các địa phương để cứu đói cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong tổng số 1.852 tấn gạo được hỗ trợ, thành phố Tuy Hòa là địa phương có số lượng được phân bổ nhiều nhất với hơn 500 tấn để hỗ trợ cho 33.400 nhân khẩu. Huyện Tuy An được hỗ trợ 258 tấn gạo để hỗ trợ 17.200 khẩu. Huyện Sông Hinh có số lượng phân bổ ít nhất với 70 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 4.600 khẩu. Mỗi khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ số lương thực được hỗ trợ và danh sách đã được bình xét tại địa phương tiếp nhận và tổ chức cấp phát gạo cứu đói ngay cho nhân dân, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa vừa có thông báo về việc tổ chức hỗ trợ cho người dân trong 33 khu phong tỏa trên địa bàn. Theo đó, mỗi hộ được tặng một túi an sinh trị giá 300.000 đồng. Tổng số hộ được hỗ trợ là 2.226 hộ, với tổng số tiền hỗ trợ là 667 triệu đồng, được thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố chuyển kinh phí cho các xã phường trước 17 giờ ngày 30 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức mua sắm các túi an sinh và chuyển đến cho người dân trong các khu phong tỏa trước 17 giờ ngày 1 tháng 9. Đây là hoạt động thiết thực kịp thời của Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong các khu phong tỏa trên địa bàn. Thưa quý vị, vào chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn cơ sở, công ty cổ phần An Hưng thuộc đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được hỗ trợ kinh phí theo quyết định số 2606 và 3022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty cổ phần An Hưng được hỗ trợ với tổng kinh phí là 115 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 8 đối tượng là F0 và 97 đối tượng là F1. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã động viên tinh thần đoàn viên lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 an tâm làm việc, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa ổn định sản xuất, tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và tổ chức công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe. Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời vừa hỗ trợ tỉnh Phú Yên 6 tấn gạo ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, số gạo này được phân bổ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 3 tấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 2 tấn và Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa 1 tấn. Tiếp nhận số gạo trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trân trọng cảm ơn Tập đoàn Lộc Trời đã dành nhiều tình cảm hỗ trợ cho Phú Yên phòng chống dịch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành với các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong thời gian tới. Theo kế hoạch, số gạo trên sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng cho các hội viên phụ nữ nghèo khó khăn trong khu phong tỏa, khu cách ly, các bếp ăn phục vụ các khu cách ly và các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh, thời gian sớm nhất giúp người dân ổn định cuộc sống, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Từ ngày 19 tháng 8 đến nay, khi khu dân cư thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông bị phong tỏa, lực lượng đoàn viên thanh niên xã Hòa Tân Đông thị xã Đông Hòa đã triển khai nhiều hoạt động xung kích tình nguyện chung tay phòng chống dịch tại địa bàn khu dân cư. Các đoàn viên thanh niên trong xã phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức tiếp nhận phân chia quà tặng và mang đến cấp phát từng hộ gia đình trong khu phong tỏa. Không kể ban ngày hay ban đêm, lực lượng đoàn viên thanh niên sẵn sàng mang thực phẩm đến trao tận nhà 256 hộ, 931 khẩu để những hộ dân trong khu phong tỏa cải thiện bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn túc trực với lực lượng chức năng trên địa bàn xã Hòa Tân Đông tại 5 chốt kiểm soát cùng vùng cách ly phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu dân cư được cách ly. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên còn tham gia hỗ trợ lực lượng y tế địa phương trong điều tra truy vết dịch tễ các thôn và tuyên truyền vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để khai báo y tế phòng chống dịch. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, nhằm tránh tình trạng nông sản của người dân đến kỳ thu hoạch bị ứ đồng ngưng trệ, trong khâu tiêu thụ và được sự đồng hành của các doanh nghiệp đơn vị trong và ngoài tỉnh. Trong thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Tuy An đã hỗ trợ nông dân tại các vùng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, tiêu thụ được trên 258 tấn nông sản gia cầm các loại. Qua đó góp phần giúp nông dân giảm bớt khó khăn, yên tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Hiện nay tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Tuy An cơ bản ổn định. Tuy nhiên, một số đối tượng thủy sản nuôi như cua, hàu sữa đang vào kỳ thu hoạch tại các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ do sản lượng thu hoạch tương đối lớn và giá thành cao nên thương lái tại địa phương không đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của hộ sản xuất. Trước tình hình này, Hội Nông dân huyện Tuy An tiếp tục kết nối với doanh nghiệp sớm hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng thủy sản cho hộ sản xuất, tránh tình trạng bị ép giá và thất thoát sản lượng thu hoạch khi vào mùa mưa đang cần kề, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vào thời điểm hiện tại, giá các sản phẩm chăn nuôi như heo, thịt, gia cầm trên thị trường tỉnh ta nói riêng và trong cả nước nói chung tiếp tục có xu hướng giảm. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến nhiều người chăn nuôi gặp khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng tái đàn. Hiện trên thị trường, giá heo hơi dao động từ 52.000 đến 57.000 đồng một ký, giảm từ 12 đến 14% so với bình quân tháng trước. Giá vịt gà nuôi theo hình thức chuồng trại từ 40.000 đến 50.000 một ký, giảm 10.000 đồng đến 25.000 đồng một ký. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2019. Đối với gà thả vườn, có giá dao động từ 90.000 đến 100.000 đồng một ký, tùy vào chất lượng, giảm khoảng 30.000 đồng một ký so với trước. Trong khi đó, giá các loại thức ăn gia súc gia cầm tiếp tục tăng cao. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân chuyển đổi sang chăn nuôi gia súc ăn cỏ, heo đặc sản, thỏ dê để đảm bảo đầu ra ổn định, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều khu vực, trong đó có các địa phương hoạt động nuôi trồng thủy sản. Để xây dựng được vùng xanh, giữ vững sự phát triển ổn định vùng nuôi trồng thủy sản, các biện pháp đảm bảo an toàn lúc này là nhiệm vụ đặt ra cho các địa phương ven biển. Lần lượt, ghe này lấy thức ăn xong, ghe khác mới được vào bến để đảm bảo giãn cách. Các hộ dân trên bờ không tập trung đông để chế biến thức ăn cho tôm. Bà Ngô Thị Thanh Thúy tận dụng lúc ghe đang chở thức ăn ra lòng để cắt phân loại thức ăn để đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Với số lượng gần 4.500 con tôm hùm đang độ thu hoạch, 2.000 con tôm được 2 tháng tuổi, làm thế này cũng chính là cách để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng
và đảm bảo an toàn vùng nuôi trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Không ra khỏi nhà để mà làm, mà tới phiên đi làm là trong gia đình không cho không có tiếp xúc với ai mới ổn định được. Mà mong các cấp là chặt chỉ giùm. Cái bữa nay hiện ở nay thì nói chuyện là cái cách thức mà ra về là cho tôm đồ ăn á, thì là tôm bữa nay tới thời điểm này á thì bà con đã xuất bán được hết, nhưng mà chỉ chờ cái giá cả. Thành thử ra tôm nó lớn thì không có còn là cắt cái màu nữa. À, chỉ là mua rồi giờ trút thẳng cho anh ăn thôi, chứ không trút màu, thành thử ra là không ít tập trung. Phú Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16. Tại vùng nuôi Vịnh Xuân Đài, thị xã Đông Cầu có hơn 450 hộ nuôi, hàng ngàn lồng nuôi thủy sản, chủ yếu là tôm hùm, mỗi lồng nuôi trị giá hàng tỷ đồng. Một ngày không thể không cho tôm hùm ăn, nguồn thức ăn được vận chuyển từ các tỉnh khác. Trong khi đó, chính những xe vận chuyển thức ăn được xác định là mối nguy lây lan COVID-19. Bởi vậy, chốt kiểm dịch được lập ra trên con đường duy nhất dẫn đến vùng nuôi thủy sản. Trong cái quá trình trao đổi mua bán thức ăn gia tôm thì có cái việc là giãn cách người mua với người bán, tập trung vào vấn đề tại chợ, các cái điểm mua bán thức ăn gia tôm ở các cái xã phường ven biển ven Vịnh Xuân Đài. Vấn đề thứ hai là ở tại các cái khu nuôi trồng thủy sản ấy, thì ít người ra vào. Cái thứ ba là tập trung quản lý tại cái vùng nuôi, người ta không ra vào ở cái vùng đất liền và tập trung để sản xuất từ đất liền đưa ra, cho nên cái việc giãn cách xã hội và thực hiện những nguyên tắc 5K nó đảm bảo hơn. Ở thời điểm này, kiểm soát dịch bệnh cho thủy sản nuôi cũng được chú trọng, bởi khi kiểm soát tốt sẽ giúp hạn chế rủi ro, giảm thiệt hại và khó khăn cho người dân trong thời điểm này. Thành cũng đã chỉ đạo cho cán bộ văn hóa xã hội phối hợp với các hội đồng thể ban dân khu phố thì xây dựng các thông báo cũng như là các bản tin để tuyên truyền đến tất cả các đoàn viên, hội viên cũng như là bà con nhân dân trên địa bàn phường. Còn riêng đối với các hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng như là hoạt động thu mua thủy hải sản thì Ủy ban dân phường Xuân Thành để chỉ đạo cho cán bộ nông lâm ngư phối hợp với hội nông dân phường là tuyên truyền thông qua cái hình thức là thông qua các tổ cộng đồng nuôi trồng thủy sản của địa phương để tạo điều kiện tốt nhất cho cái môi trường sạch nhất, nó đảm bảo cho cái chu kỳ sinh trưởng của tôm. Chúng tôi đã kết hợp với các cái trường đại học Hà Nội và trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các cái chỉ số thường xuyên đến với cái người nuôi, và đặc biệt là thông qua cái hệ thống tin học các cái chủ nuôi tôm thì theo dõi cái chỉ số an toàn ở trong nước để cho cảnh báo cho bà con. Ngoài đảm bảo an toàn cho người nuôi trồng khai thác thủy sản trước dịch bệnh, tăng cường các lực lượng kiểm soát thì các biện pháp xúc tiến thương mại, tạo điều kiện lưu thông vận chuyển sản phẩm thủy sản từ các vùng nuôi khai thác tới nơi thu mua, tiêu thụ cũng được đẩy mạnh. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa tổ chức trực tuyến vòng chung khảo cuộc thi thiết kế thư viện số MUSE. Vượt qua 29 bài thi đến từ các sinh viên của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhóm sinh viên lớp D19K1 của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Theo đánh giá của ban tổ chức, đa số các phương án dự thi của sinh viên hai trường hiểu rõ cơ sở thiết kế, đảm bảo nguyên lý thiết kế thư viện. Giải pháp thiết kế thông gió, chiếu sáng, chống ồn hợp lý, có nghiên cứu tính đặc trưng vùng miền về điều kiện thời tiết. Các nhóm dự thi tập trung sâu vào ý tưởng thiết kế hình khối khá táo bạo, hiện đại và cá tính. Bên cạnh tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo và giải pháp thiết kế dành cho thư viện số, cuộc thi còn mang tới một sân chơi thực tiễn đầy bổ ích cho thế hệ sinh viên ngành kiến trúc. Vâng thưa quý vị, và trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, ngành bảo hiểm xã hội đã tiếp tục đưa ra giải pháp linh hoạt trong chi trả chế độ bảo hiểm xã hội. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả gộp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và 10 trong cùng một kỳ chi trả.
đồng thời khuyến khích người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Đây là giải pháp nhằm giúp người tham gia bảo hiểm xã hội hạn chế tối đa việc đi lại, tập trung đông người hoặc giao tiếp với người khác nhằm góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngành bảo hiểm xã hội đang cung cấp dịch vụ công, thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, ứng dụng VSSID, cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội có thể đăng ký thay đổi hình thức nhận chế độ bảo hiểm xã hội từ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng cá nhân. Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chế độ hưu trí, các sử dụng dịch vụ công như sau. Cách 1. Đăng ký thay đổi hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân trên ứng dụng VSSID. Cách 2. Đăng ký thay đổi hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm học trước 2020-2021, toàn tỉnh có hơn 167.000 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ là 99,69%. Trong đó có khoảng 128.000 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại trường học và hơn 39.000 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng khác. Chuẩn bị bước vào năm học mới 2021-2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên đã có phỏng vấn ông Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh khi mà năm học mới sắp bắt đầu. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên BTB Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Thưa ông, năm học mới 2021-2022 là bắt đầu, để đánh giá lại cái kết quả của năm qua và rút những cái bài học kinh nghiệm cho năm mới, thì ông có thể cho biết cái thành tựu và cái bài học kinh nghiệm mà mình đã đạt được trong cái lĩnh vực bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh mình? Thì trước hết phải khẳng định là cái chính sách bảo hiểm y tế nói chung và cái thực hiện cái bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nói riêng là một cái chính sách rất là ưu việt của Đảng và Nhà nước. Năm học 2020-2021 thì toàn tỉnh đã có là tỷ lệ là 99,69% học sinh đó là tham gia bảo hiểm y tế. Thì đây là một cái kết quả rất quan trọng, nó góp phần tích cực vào cái công tác là bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh. Thì để mà đạt được kết quả này thì ngay từ đầu năm học, ngành bảo hiểm xã hội là đã phối hợp với là ngành giáo dục đào tạo đó, là có đánh giá tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho các cấp các ngành để mà triển khai thực hiện. Thì đồng thời là chúng tôi cũng đã là xây dựng các cái giải pháp đưa cái chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế vào các cái đơn vị trường học, xem đây là một cái chỉ tiêu đó, là thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm để mà bình xét thi đua khen thưởng. Đồng thời với là cái công tác chỉ đạo đó thì công tác tuyên truyền vận động học sinh sinh viên tham gia thì cũng được là quan tâm. Thưa ông, năm học mới 2021-2022 này thì đứng trước rất là nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã có những cái giải pháp như thế nào để cái tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất? Trước tình hình là dịch bệnh khó khăn, diễn biến phức tạp từ cuối năm ngoái, thì bản thân ngành bảo hiểm xã hội của chúng tôi đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục đào tạo. Ngay từ đầu năm học, trước khi bước vào năm học, thì chúng tôi là phối hợp nhà trường rà soát, cung cấp danh sách dữ liệu của học sinh sinh viên tham gia của năm học trước để nhà trường là có điều kiện thuận lợi trong việc rà soát các em để mà cái việc mà lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các em được kịp thời nhanh chóng, cũng như là công tác cấp thẻ kịp thời. Thưa ông, dịch COVID-19 diễn biến tương đối là phức tạp, thì kéo theo cái tỷ lệ mà học sinh sinh viên mắc COVID tương đối là cao theo từng ngày, thì cái quyền lợi của các em khi mà tham gia bảo hiểm y tế trong cái vấn đề phòng chống dịch bệnh COVID-19 là như thế nào? Trong cái tình hình diễn biến dịch phức tạp thì là cũng có nhiều trường hợp học sinh sinh viên là cũng chẳng may là bị mắc bệnh dịch COVID. Thì trước mắt thì theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành y tế
là đã tổ chức tốt cái việc là khám chữa bệnh, thì liên quan tới vấn đề là thanh toán bảo hiểm y tế cho các cái trường hợp học sinh sinh viên chẳng may mắc bệnh COVID, thì là ngay từ đầu khi mà cái công tác rà soát khám chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, thì nếu mà học sinh sinh viên có dấu hiệu của bệnh COVID thì sẽ được các cơ sở khám chữa bệnh là sẽ cho là rà soát, là tổ chức xét nghiệm sàng lọc. Trong trường hợp âm tính thì quỹ bảo hiểm y tế vẫn thanh toán. Trong trường hợp mà học sinh sinh viên chẳng may là bị dương tính với COVID thì sẽ được là các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức điều trị, và ngân sách nhà nước sẽ chăm lo cho học sinh sinh viên theo quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai cài đặt cái phần mềm VSSID cho học sinh cũng như phụ huynh như thế nào để mà phát huy hiệu quả cái công năng của ứng dụng này? Trước hết là tham mưu cho Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cấp ngành vào cuộc để mà cùng với ngành bảo hiểm xã hội tuyên truyền vận động cho phụ huynh học sinh cũng như học sinh tham gia, rồi phối hợp với các nhà trường tổ chức các cái đợt tuyên truyền cho các em học sinh, nhất là các em học sinh cấp 3. Mặt khác thì đối với là các em học sinh phổ thông, tiểu học thì là hiện nay theo là hướng dẫn của Trung ương thì chúng tôi cũng đã là triển khai thông qua nhà trường, thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng để mà tuyên truyền cho phụ huynh biết được là phụ huynh có thể cài đặt ứng dụng này để cho các cháu, các em có thể sử dụng được thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong khi là các em chưa có căn cước công dân, thông qua là cái điện thoại của mình để mà sử dụng khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo thuận lợi, và nó cũng có một phần góp phần là phòng chống dịch COVID khi mà chúng ta sử dụng cái thẻ giấy đi khám chữa bệnh. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Vâng, và đến đây thì chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website www.btbphuyen.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.